Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiện Diện. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chelsea thảm bại kinh hoàng trước Bayern Munich. Đẳng cấp và sự già dơ giúp Bayern Munich tạo nên nỗi ác mộng kinh hoàng cho Chelsea ngay trên sân nhà của đối thủ ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đối thủ, tuy nhiên chủ nhà Chelsea bất ngờ chọn lối chơi đôi công trước Bayern Munich. Các cầu thủ trẻ của Frank Lampard thi đấu đầy tự tin và tạo ra không ít những sóng gió về phía cầu môn của Neuer. Bên kia chuyển tuyến, Bayern Munich với thủ công Lewandowski không chịu kém cạnh đội chủ nhà. Lối chơi tấn công đầy tốc độ mang đến cho đội khách rất nhiều cơ hội ngon ăn. Và nếu như may mắn hơn, hôm sáng có thể đã mở tỷ số nếu như cú đánh đầu của Müller không đưa bóng đi trúng xà ngang. Thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội trình diễn trong suốt 45 phút của hiệp 1. Rất nhiều cơ hội ngon ăn được đôi bên tạo ra, nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa đến. Bước sang hiệp 2, tiếp tục là một thế trận đầy tốc độ được cả hai đội tạo ra. Chelsea có cơ hội cực tốt để mở tỷ số, nhưng sự vô duyên khiến Mount và Barkley không thể giúp chủ nhà có được niềm vui. Không tận dụng được cơ hội ngon ăn, Chelsea lập tức phải trả giá. Cú trượt chân tai hại của Aspilicueta mở ra khoảng trống cho Lewandowski trước khi tiền đạo người Ba Lan kiến tạo như đặt để Klopp ghi bàn mở tỷ số. 4 phút sau bàn thắng đầu tiên, bàn nhân đôi cách biệt đến với đội khách một cách đầy chóng vánh. Klopp tiếp tục là người ghi bàn sau cú đá chân trái ở đẳng cấp cao. Thủng lưới hai bàn quá nhanh, mọi thứ dần đi xa khỏi tầm quyền soát của đội chủ nhà. Những cầu thủ trẻ của Chelsea hoàn toàn lúng túng trước tốc độ khủng khiếp của đội khách, để rồi bàn thắng thứ 3 đến như một lẽ tất yếu. Lewandowski khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cùng xám nước Đức với bàn thắng dễ dàng ở phút thứ 76 nâng tỷ số lên 3-0 và đánh sập hoàn toàn hy vọng của chủ nhà Chelsea. Những phút cuối Chelsea không những không thể ghi bàn mà họ còn mất người khi Alonso chơi xấu với cầu thủ đối phương. Thua 0-3 ngay trên sân nhà, cánh cửa đến vòng tứ kết Champions League hoàn toàn đóng sập trước mắt Frank Lampard và các học trò. Messi im tiếng, Barca hủy chết tại San Paulo. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Barcelona đã không thể giành chiến thắng trước Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù được chơi trên sân nhà nhưng huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã chỉ đạo các học trò chơi lối chơi phòng ngự chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên. Ngược lại, Barcelona kiểm soát phần lớn thời lượng bóng khi sở hữu hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng. Chiến lược mà nhà cầm quân người Ý đề ra cho đội chủ nhà đã tỏ ra rất hiệu quả. Các mũi nhọn tấn công của Barca là Messi hay Griezmann đều bị phong tỏa hoàn toàn. Đồng thời, đội chủ sân Sao Paulo cũng tận dụng tốc độ của các tiền đạo trong các pha phản công của mình. Mải mê tấn công, đối khách đã sập bẫy của Napoli. Phút thứ 30, các cầu thủ Napoli đoạt bóng thành công trên phần sân của đối phương rồi tung một đường truyền nhanh cho Dries Mertens. Tiền đạo người Bỉ có rất nhiều khoảng trống và thời gian để tung ra một pha đặt lòng không thể cản phá, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, Napoli chủ động lùi sâu chơi phòng ngự để giữ vững lợi thế của mình. Đội bóng thành phố cảng tiếp tục tỏ ra cực kỳ chắc chắn ở mặt trận này. Tuy nhiên, một phút bất cẩn đã khiến đội bóng thành phố cảng phải trả giá ở phút thứ 60. Tận dụng phút lơ là của hàng thủ Napoli, Griezmann di chuyển thông minh, đón đường căng ngang thuận lợi rồi ra chân chuẩn xác đem về bàn thắng cân bằng tỷ số cho đội nhà. Những phút cuối trận cả hai bên đều rất nỗ lực trong tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày các tiền đạo đều tỏ ra kém duyên, trận đấu đã kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với một bàn thắng ghi được trên sân khách, Barcelona lượt đội bóng nắm giữ được lợi thế trước trận lượt về sẽ ra trên sân Nou Camp vào ngày 19 tháng 3. Sau hơn một năm Công Phượng mới ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi hai bàn trong hai trận đấu chính thức đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm, anh mới đạt được hiệu suất như vậy. Công Phượng đang cho thấy anh có thể chưa khẳng định được mình khi xuất ngoại nhưng vẫn chơi tốt khi trở về Việt Nam thi đấu. Bằng chứng là anh liên tục nhả đạn cho Thành phố Hồ Chí Minh ở hai trận đấu liên tiếp thuộc mặt trận AFC Cup 2020 trong trận hòa 2-2 trên sân của Yangon United Myanmar. Công Phượng thực hiện pha đánh đầu trong vòng cấm từ đường truyền của Công Hiển, qua đó mang về bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận tiếp theo là làm khách trên sân của Hougang United của Singapore. Công Phượng cũng di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm trước khi tận dụng thành công đường truyền của Phi Sơn để chuyển hóa cơ hội thành bàn. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Công Phượng ghi bàn và đó cũng là lần đầu tiên sau 14 tháng anh mới có thể làm được điều đó. Theo thống kê, lần gần nhất Công Phượng ghi bàn trong hai trận liên tiếp của cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia là hai trận đấu vòng bảng AFF Cup 2018. Khi đó, Công Phượng đều đá chính và ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào ngày 18 tháng 1 2018 và Malaysia ngày 16 tháng 11 2018. Trước đó, ở giai đoạn cuối V-League 2019, Công Phượng thậm chí còn ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp với 4 bàn. Đó cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp vào năm 2015 của cầu thủ quê Đô Lương, Nghệ An. MU sẽ chi nhiều tiền cho chuyển nhượng. Cổ động viên Manchester United đang chờ đợi một mùa hè chuyển nhượng sôi động với các bom tấn có thể cập đến Old Trafford.
Standard tiết lộ trong cuộc nói chuyện mới nhất giữa Edgar và các ông chủ nhà Grazer, vị phó chủ tịch MU đã nhận được lời hứa hẹn về việc tăng cường ngân sách mua sắm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ngân sách mua sắm của MU trong thời gian tới có thể được tăng lên gấp đôi. Ngân sách mua sắm của MU được tăng cường nhờ kết quả kinh doanh tốt trong thời gian gần đây. Đầu mùa này, nửa đỏ thành Manchester công bố mức doanh thu kỷ lục trong năm 2019 lên đến 627,1 triệu bảng. Con số này cao hơn cùng kỳ năm 2018 với doanh thu 590 triệu bảng. Trong bài phỏng vấn hồi đầu tháng này, Ed Woodward thừa nhận mọi nguồn lực tài chính của MU sẽ tập trung vào mùa hè, thời điểm vô cùng quan trọng cho công cuộc tái thiết quỷ đỏ. Điều này có thể giải thích cho việc MU chỉ mua một mình Bruno Fernandes với giá 60 triệu bảng trong phiên chợ đông vừa qua. Đội chủ sở Old Trafford còn mượn thêm Odion Ighalo từ Trung Quốc trong bối cảnh thiếu tiền đạo. Lúc này trên thị trường chuyển nhượng, MU được đồn đoán có thể chiêu mộ những cái tên như Jadon Sancho, Jack Grealish hay James Maddison. Đây đều là các tài năng tấn công người Anh được nhiều câu lạc bộ lớn để mắt. Mỗi ngôi sao kể trên có giá trị không dưới 80 triệu bảng. Quá chán Kepa, Chelsea muốn chiêu mộ thủ môn từng 4 lần giành giải găng tay vàng. Theo nhà báo Eduardo Ida trên chương trình El Chiringuito TV, Chelsea lên kế hoạch dùng thủ thành Kepa cộng một khoản tiền để đổi lấy Jan Oblak của Atletico Madrid. Cụ thể, Eduardo Ida tiết lộ thông tin trên như sau. Chelsea muốn Oblak, thủ môn đã khoác áo Atletico Madrid. Chelsea sẵn sàng dùng Kepa cộng với 30 triệu euro để đổi lấy Oblak. Lúc này, Kepa không còn nằm trong kế hoạch của Frank Lampard và chiến lược gia người Anh muốn có Oblak. Oblak lúc này vẫn là một trong những thủ thành hàng đầu La Liga lẫn thế giới. Oblak đang là thủ môn có số bàn thua ít nhất La Liga mùa giải này với 17 lần vào lưới nhận bóng, ít hơn nhiều so với David Soria của Getafe với 22 bàn, hay Thomas Vaklik của Sevilla 25 bàn. Thủ môn 27 tuổi người Slovenia đang hướng giải Ramora dành cho thủ môn hay nhất lần thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp. Trước đó, Oblak từng 4 lần giành giải thưởng này ở các mùa giải 2015 đến 2019. Tính ra, thương vụ này sẽ tiêu tốn của Chelsea khoảng 115 triệu euro. Lý do tới từ việc Chelsea từng chi ra gần 85 triệu euro cộng với 30 triệu euro như đã nói ở trên để mùa lại hợp đồng của Kepa với Bilbao vào mùa hè 2018. Ngoài Oblak thì Lampard còn nhắm tới 3 mục tiêu khác thay Kepa là Areola của Ajax Amsterdam, Nick Pope của Burnley và Vincent Guaita của Crystal Palace. Đây là những thủ môn kém hẳn Kepa về danh tiếng, nhưng sẽ không khiến Chelsea phải mất một khoản tiền lớn như Oblak. Kepa lúc này đang mất vị trí vào tay người gác đền số 2 là Willy Caballero từ sau khi mắc sai lầm khiến Chelsea bị Arsenal cầm hòa với tỷ số 2 đều vào ngày 22 tháng 1 vừa qua. Zidane quan ngại vì chấn thương vỡ mắt cá chân của Hazard. Huấn luyện viên Zinedine Zidane cho biết vào thứ ba rằng ông không thể chắc chắn rằng ngôi sao Eden Hazard có thể trở lại trong mùa giải này sau khi thủ quân đội tuyển Bỉ bị chấn thương vỡ mắt cá chân vào cuối tuần trước. Hazard mới tái xuất từ sân cỏ sau quãng thời gian gần 3 tháng vắng mặt kể từ chấn thương gặp phải ở trận đấu với PSG tại vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, ngôi sao người Bỉ tiếp tục gặp vấn đen ở trận đấu thứ hai kể từ khi trở lại vì chấn thương vỡ mắt cá chân trong trận thua 0-1 của Real trước Levante của tuần trước. Theo xác nhận của bộ phận y tế Real, Hazard đối diện với nguy cơ nghỉ hết mùa do vỡ một phần mắt cá chân. Trang chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau thất bại trước Levante đã đưa ra thông báo Hazard chắc chắn sẽ không thể tham dự trận gặp Man City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới. Và ngay sau đó là trận siêu kinh điển với kình địch Barca. Trong phát biểu trước trận đại chiến với Man City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần này, huấn luyện viên Zidane một lần nữa đưa ra thông báo về tình hình chấn thương của Hazard. Tôi không biết cậu ấy có cần phẫu thuật hay không, đó không phải là phận sự của tôi. Tôi cũng không biết mùa giải của cậu ấy đã kết thúc hay chưa, tôi không biết, nhưng tôi hy vọng là không. Hazard gia nhập Madrid với giá 100 triệu euro từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã chịu đựng cơn ác mộng trong năm đầu tiên ở Tây Ban Nha. Tính đến thời điểm hiện tại, Hazard đã phải ngồi ngoài trong 20 trận từ đầu mùa giải. Chia sẻ về cảm giác của học trò, huấn luyện viên Zidane nhấn mạnh: tôi có thể thấy cậu ấy không vui, điều quan trọng là Hazard vẫn tích cực, nhưng đương nhiên là khó khăn. Đó là một khoảnh khắc tồi tệ, nó sẽ không hề dễ dàng và cậu ấy sẽ cảm thấy như thế này trong thời gian tới. Man City đón tin không thể vui hơn trước đại chiến Real. Sau khi bình phục chấn thương, ngôi sao tấn công của Man City, Raheem Sterling đã góp mặt ở trận đại chiến với Real Madrid. Do chấn thương gân khuỷu gặp phải trận thua Tottenham 0-2 hồi đầu tháng này, Raheem Sterling đã phải bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Man City tại Premier League. Tuy nhiên, rất may cho đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola khi ngôi sao tấn công người Anh đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở trận đại chiến với Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Guardiola xác nhận
Sterling đã vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng và thực tế đã xin ra sân từ trận đấu với West Ham. Raheem đã hoàn toàn khỏe mạnh, sức mạnh thể chất bẩm sinh cũng như khả năng hồi phục của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Raheem nói rằng cậu ấy có thể ra sân cho West Ham cũng như Leicester, nhưng các bác sĩ khuyên rằng như vậy là quá sớm. Với chấn thương kiểu này, thông thường cần 3 tuần hoặc 1 tháng để bình phục, nhưng sau 15 ngày, Raheem Sterling đã muốn ra sân. Đó là một dấu hiệu tốt, giờ thì cậu ấy đã khỏe mạnh và sẵn sàng. Sự trở lại của Sterling hứa hẹn sẽ là bổ sung đáng kể sức mạnh cho Man City, bởi anh là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao. Vấn đề duy nhất của tuyển thủ Anh là phong độ đang có dấu hiệu đi xuống. Từ sau cú đúp ở trận thua Wolves 2-3 hồi cuối tháng 12 đến giờ, ngôi sao 25 tuổi chưa có bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào cho The Citizen. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn lại.